Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình tiếp tục cho các bạn tham gia một chương trình airdrop đến từ sàn Cola Swap. Đây là một phiên bản testnet Gao 3 nha các bạn. Thì hiện tại Gao 1, Gao 2 đã có danh sách lead winner nha các bạn. Thì hiện tại dự án này nó sẽ giờ là những bạn nào đã trúng trên danh sách danh sách Gao 1, Gao 2 thì các bạn vui lòng đợi đến ngày 26 tháng 9 nha các bạn. Thì sàn này nó sẽ ra mainnet cho các bạn swap nha các bạn. Thì hiện tại nó có một chương trình Gao 3 nè các bạn. Thì sau này mình sẽ cố gắng update cho tất cả các bạn bạn. Dù mình không về cũng mình cũng update cho tất cả các bạn luôn. Rồi thì đầy đủ điều kiện của Gao 3 này thì các bạn có yêu cầu như sau nè các bạn. Thôi các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi sorry các bạn. Thì các bạn cần hold ít nhất là 100 cái đồng code này testnet các bạn, nó sẽ chụp nhanh vào ngày 15 tháng 9 nha các bạn. Thì để có được 100 đồng khâu này thì các bạn truy cập vào cái link sàn CoinSwap, CoinSwap các bạn. Thì các bạn nào chưa có tốc cần mạng mainnet thì xem lại cái video mình hướng dẫn các bạn lấy tốc cần OKT mạng mainnet nha các bạn. Thì có một cái video hướng dẫn các bạn, thì các bạn có net nha các bạn. Nếu mình làm lại từ đầu thì nó rất là lâu cho mình nha các bạn. Các bạn kết nối với mạng OK Internet của mình nha các bạn. OK Internet. Mạng Internet của mình nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ swap qua 100 cái đồng khâu này, là mục này là quan trọng để các bạn tham gia airdrop nè các bạn. Các bạn chọn 100 nè. Đây thì mình chọn 200 luôn đi các bạn. Trên dư đi các bạn. Rồi các bạn swap nha các bạn. Rồi bạn bấm vào confirm swap nè. Rồi các bạn xác nhận giao dịch thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào xác nhận nè các bạn. Rồi bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Đây. Rồi mình đã về được 200 đồng khâu nữa các bạn. Rồi sau đó thì các bạn click phần link mô tả thứ hai của mình nha các bạn. Đây thì nhiều liên phong quá, mình biết cái liên phong màu chính xác. Rồi, các bạn mở liên phong mình dưới phần link mô tả video mình các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group này các bạn. Hiện tại trên trang Minimum nó không có để liên phong, mình không có biết liên phong nào mà nó thật hay là giả nữa. Mình test từ cả tiếng đồng hồ mà không biết, không được các bạn. Rồi thì các bạn làm đỡ liên phong này đi, sau này mình nếu mà có thông tin gì mình sẽ test tiếp theo cho các bạn nha các bạn. Rồi, các bạn join vào. Rồi, cái liên phong này là liên phong chính xác nè các bạn. Như trước kia mình đã làm airdrop nè các bạn. Đâu vậy ta? Cái linh phong này nè. Thì cái linh phong này mình đã lục trên group nó được các bạn. Rồi các bạn xôn xao nha các bạn. Sau đây mấy bác này gửi địa chỉ làm gì ta? Phan phan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Để mình tìm hiểu. Mấy cái linh phong này là cái linh phong của ngoài tiếng Tàu, tiếng Tây gì kệ nó đi. Rồi, tất cả các bạn chỉ việc khai báo cho thôi các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn copy username của mình nha các bạn. Username Telegram mình thì bạn mở Telegram mình ra nè. Các bạn nhấp ba cạnh cùng vào setting. Copy username nè. Thì tốc cần khâu này dự án nó là list sàn sẽ là từ 2 đến 5 đô cho tất cả nha các bạn. Khá là ngon luôn các bạn. Rồi, view wallet. Còn các bạn làm ra 1 của 2 mình không biết nó phân phối về được bao nhiêu tốc cần các bạn. Thì các bạn tham gia testnet đi, các bạn trúng được các bạn nhận được thì các bạn sẽ thấy rõ giá trị của testnet. Bình thường làm chơi chơi gì đó, không có gì chứ. Rồi tiếp tục các bạn đi địa chỉ Gmail của các bạn vào các bạn. Ủa, cái link phong này không biết link. Rồi dòng tiếp theo mình gửi địa chỉ BNB ở cái trang testnet của mình nha các bạn. Dán vào cho nó mang ta. Rồi tiếp tục các bạn đi địa chỉ email của các bạn vào nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền giúp phơi Telegram thì các bạn điền giúp mình cộng anh 3 số 1, 3 số 2 dưới đây phần link mô tả với video cho các bạn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình quan trọng là các bạn phải giữ 100 cái đồng khâu này nè các bạn. Rồi đó với bạn nào mà chưa có swap thì xem lại một cái video hướng dẫn mình ra một ở đây phần link mô tả với video nha các bạn. Các bạn cứ việc vào đây mà swap nè. Các bạn mới thì các bạn vào đây các bạn vào một add liquidity nè các bạn.
các bạn chọn dưới đây thì cái đồng khâu nha các bạn. Mình đi farm các bạn, mình chọn đây 50 thôi, 5 thôi. Rồi các bạn bấm supply nha các bạn, complete supply. Rồi mình xác nhận giao dịch nè các bạn. Rồi các bạn bấm xác nhận nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng nữa các bạn bấm vào một farm nữa các bạn. Con nét đây. Nãy cái đồng khâu qua. Ơi, đồng khâu qua UDT. Sorry các bạn swap cái đồng khâu qua UDT nha các bạn giờ ở chain nè. Rồi các bạn swap cái đồng khâu. Qua UDT nè các bạn. Đây mình chọn 50 thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào swap nha các bạn. Confirm swap như các bạn tạo thành khoản thôi các bạn. Đây thì testnet các bạn chơi thoải mái nha các bạn. Rồi bạn xác nhận. Chứ làm mainnet mà mình làm hướng dẫn các bạn kiểu này chắc có nước mà bán ở nhà để trả phí ra. Rồi các bạn bấm vào một add liquidity cái nữa nha các bạn. Rồi bấm add liquidity nè, bạn chọn mắt nè. Để mình tạo thành khoản có cặp đó các bạn. À, cái dòng trên thì các bạn chọn đồng khâu nha các bạn. Dòng dưới, dòng trên chọn đồng khâu nè. Dòng dưới thì các bạn chọn đồng KUD nè. Các bạn chọn mắt nè. Này 193 mình chọn này cỡ khoảng 50 thôi các bạn. 100 đi. Rồi các bạn bấm vào supply nha các bạn. Complete supply nè. Rồi các bạn xác nhận giao dịch nè. Đây thì những. Rồi các bạn bấm xác nhận nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn chạy về các bạn. Này như tạo thành khoản thôi. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè các bạn. Các bạn bấm vào một farm nè các bạn. Đôi giờ mà mới thì hơi lộng cộng như đó bằng nào ấy thì giờ mình đã hiểu rồi các bạn. Rồi. Nãy mình swap qua cái đồng USDK hả ta. Này hả ta. Rồi. Các bạn chọn vào một chút cộng nha các bạn. Các bạn chọn mắt nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm nè. Rồi các bạn xác nhận giao dịch nè các bạn. Vì mình trước kia mình đã swap giờ nó còn cái ấy đó các bạn. Chờ chút xíu nữa các bạn. Rồi swap xong gì là được các bạn. Ở đây thì một phát phép mình đã thu nhập được nè các bạn. Sau này các bạn bấm vào đây nè, thu nhập của mình nè. Rồi các bạn vào đây các bạn confirm nè, xác nhận nè. Cái này như mình thử nghiệm tính năng tính hết nó thôi các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.